Chào mừng quý vị và các bạn tới chương trình bình luận diễn biến chiến sự trực tiếp trên bản đồ sáng thứ bảy, à, sáng chủ nhật ngày 7 tháng 4, ngày thứ 774 của cuộc chiến, hoàn toàn 74 thế này thôi. Chúc quý vị ngày mới vui vẻ, à, mạnh khỏe, tươi trẻ. Và chúng tôi vẫn à, trong cái quá trình di chuyển và rất nhiều những giới hạn, cho nên là chỉ mong nên cập nhật à, tình hình cùng quý vị cho nhanh. Mong quý vị thông cảm trước, ảnh hưởng rất nhiều đến các cái vấn đề nội dung. Và chúng ta sẽ đến với một loạt những cái thay đổi uh, diễn biến chiến sự trong 24 giờ qua. Uh, hãy bắt đầu bằng khu vực uh, Zaporizhia. Trong suốt uh, những cái ngày vừa qua thì phía Nga đã liên tiếp gây sức ép rất lớn cho phía Ukraine ở khu vực phía bên uh, trái, tức là rabutine Và họ đã dần dần cải thiện hết các cái vị trí ở bên trái. Uh, tuy nhiên thì đến ngày hôm qua thì họ bất ngờ tung ra một cái đợt tấn công ở phía bên phải của phía Bắc, uh, Tây Bắc VBVV và chiếm thêm một cái đoạn nữa để mà tiến thẳng về cái khu vực, vâng đây là hình ảnh uh, vệ tinh và nó cái mạng nó rất kém cho nên là nó lốt rất lâu quý vị. Đấy như vậy là phía um, VBV vẫn tiếp tục tiến quân, tuy nhiên là nó uh, không ồ ạt nhưng mà chúng ta nhìn thấy rõ là những hôm trước thì nó còn uh, như thế này, đúng không ạ? thì bây giờ đã tiến ra khá xa cả cái góc uh, trên chính bắc cộng với lại cái góc tây bắc. Nhìn chung thì cũng không có cái yếu tố bất ngờ nào ở khu vực này, chúng ta cũng đang nhìn thấy là phía Nga đang khép dần cái vòng vây của họ ở trên. Tuy nhiên thì chúng ta thấy rằng là dường như là Nga họ cũng không có những cái sự quá khẩn trương, thành thử là mặt trận chúng ta không nhìn thấy nó thay đổi đáng kể đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta thấy là họ đã cải thiện vị trí từ cái khu vực phía trên xuống phía dưới ở bên cánh trái gây sức ép để kéo cái sự chú ý của phần lớn cái chủ lực của Ukraine sang hướng bên này rồi họ liên tục tấn công uh, chớp nhoáng để mà chiếm những cái cao điểm và những cái vị trí cải thiện để nhắm tiến tới cái pháo đài cuối cùng của cái này đây uh, tấn công vào khu vực cái đằng sau lưng của Rabutine. Nhìn chung thì uh, sự um, cái ý đồ nó đã rất rõ rồi, chỉ là cái vấn đề là phía Nga đang cố căn giờ, căn uh, vàng căn cái thời điểm cùng với lại những hướng tấn công nào đó ở các bên mà cụ thể chủ yếu là các bên ở Gulepole, Velika. Ở Velika thì như quý vị đã nhìn thấy trong những ngày vừa qua thì Nga cũng đã tiến quân khá nhiều cánh trái, thậm chí là Uzozayer họ cũng đã cải thiện vị trí đáng kể. Có nghĩa là cả hai cái cánh trái phải của cả cái chuỗi thị trấn quan trọng này từ dưới lên trên. Trong đó thì bây giờ Ukraine đặc biệt uh, quan ngại về các cái bước tiến của phía Ukraine ở phía cánh bên trái của Star Major, dường như là họ đã nắm được một cái ý đồ của phía Nga trong suốt thời gian chúng qua chúng ta đã nói đó là phía Nga đang chuẩn bị hai cái gọng kìm để mà khép góc đối với lại cái trục thị trấn dẫn từ Staromezer lên Velika. Đây là một trong những cái trục quan trọng nhất của Ukraine ở tuyến phía Nam. Ở phía bên phải chúng ta cũng chứng kiến liên tiếp các đợt tấn công của phía Nga trong những ngày vừa qua và chiến trường thay đổi khá đáng kể. Đây là cái bản đồ mới nhất. À, nhưng mà chiếu về những cái bản đồ cũ trong những ngày trước thì chúng ta thấy rằng là phía nga tiến công không chỉ ở trong khu vực thành à, trung tâm của phía tây trung tâm u uh, Novomikhailivka mà còn ở khu vực phía bắc gần như thì họ đã chiếm hết các cái uh, khu dân cư ở phía bắc à, rồi ở phía nam thì hai bên đang giao chiến nhưng mà dường như là với uh, việc mà nga đang hình thành gọng kìm từ ba hướng cho nên là ukraine đã phải rút ở cánh phía tây về tít cái phần cuối cùng của làng sát với lại cái làng bên cạnh Parascope Kipka. còn hai mũi tấn công ở phía nam của phía nga lên thì vẫn đang giao tranh với ukraine nhưng rõ ràng là phía ukraine đang để phía nga tiến công ở phía bắc cho nên là các cái hướng phản công của họ bây giờ cũng chỉ mang tính chất là gọi là câu giờ mà thôi và như vậy chúng ta đang thấy ở đây phía nga tiến ở khu vực này ở khu vực này giao tranh ở khu vực này và thực tế thì Ukraine đã mất một đi một cái pháo đài quan trọng nhất ở đây rồi. Cho nên là bây giờ có Ukraine có cầm chân được thì với thế trận này chắc chắn họ sẽ phải rút hoàn toàn ra khỏi Novomikhailivka. Có những thông tin họ đã rút ra rồi và bây giờ giao tranh đang diễn ra ở cái góc sát với lại Paraskopivka. Còn có những thông tin rằng phía Nga đã tiến tới uh, sát cái làng Paraskopivka trên và như vậy thì thông tin cơ bản rằng là phía nga đang tiếp tục gây sức ép từ từ và họ cứ chiếm một cách rất vững chắc còn ở phía trên thì ukraine tiếp tục phản công vào boribda nhưng mà họ cũng chưa lấy lại được cái gì rồi sau đó tiếp tục những ngày vừa qua chúng ta thấy rằng là nga vẫn chiếm thêm những cái khoản còn sót lại ở cái pháo đài ở phía tây bắc của khu vực konstantinivka nhìn chung thì gọng kim đang thắt chặt về hướng uh, ngã tư Konstantinivka, trong khi phía Nga vẫn gây sức ép rất ác liệt ở Probibda, Girovka và ở khu vực uh, phía dưới, tức là uh, Vodiane Còn cái cánh tấn công chính của họ và tiến được uh, rất đáng kể thì uh, ở hướng Novomykhailivka. Tổn thất của Ukraine khu vực này cũng đã dâng cao lên trên 150 và cộng dồn vào thì họ đã lên khoảng độ 1.000 ngày, uh, 1.000 trong ngày hôm qua trên toàn mặt trận có những thông tin về việc nga đang uh, chuẩn bị khá nhiều những cái um, và những cái hoạt động uh, điều quân ở các cánh uh, đặc biệt là Kirovsk và Staromayr như vậy cho thấy rằng là uh, cộng với những diễn biến đang diễn ra dọc ở khu vực này chúng ta thấy rằng phía nga đang uh, gần chuẩn bị tới những cái giai đoạn tấn công lớn hơn về uh, các cái khu vực trung tâm Vuleda, Krasnodaripka thì quý vị nhìn thấy đây chính là điểm mà phía nga đã phải rút quân sau nỗ lực phản công uh, khi mà Ukraine trong ngày hôm kia họ đem quân uh, đến vào cái khu vực hướng Nam và bây giờ biến cái khu vực Nga đã chiếm trở thành cái vùng xám. Ngày hôm qua thì Nga bắt đầu tấn công trở lại ở hai hướng. Bắt đầu lần này thì họ xuất phát từ cánh hướng Đông Nam và từ hướng Nam lên. Chưa có thay đổi đáng kể gì đến thời điểm này. Vậy thì rất có khả năng là những thông tin hôm trước chúng ta đã trao đổi về việc là Nga đã xuất quân cái hướng dưới này một cách nó quá sớm đúng không ạ? À, dường như cả cái cánh này của nga tiến vào được đến đây nhưng mà nó chúng ta nhìn biết một điều rằng họ không thể vượt qua được và sớm muộn gì thì ukraine nhờ cái sự kiên cố của cái pháo đài đằng sau họ dễ dàng để lui phía nga ra trong khi à, các hoạt động tấn công của nga nó không xung nhịp được với các khu vực ở phía dưới và đặc biệt là khu phía đông và khu phía đông bắc cho nên họ đã phải rút ra và bây giờ họ quay trở lại điều đấy có nghĩa rằng rất có khả năng thì những cánh quân của nga hướng phía đông hướng đông bắc cũng đang có những cái bước tiến đáng kể tới krasnohorivka nhìn chung chúng ta cũng để ý một yếu tố cực kỳ quan trọng đó đây là một cái thành cực kỳ khó đúng không ạ rất khó chỉ có thể bao vây chứ không có thể đánh vỗ mặt với cái phục cung cách và cái triết lý tấn công của nga giữ người tại thời điểm này Họ chỉ giữ người thôi quý vị nhé. Chứ còn xe cộ họ cũng phá ghê lắm. Bây giờ thì Ukraine đang tổ chức phản công và rất ác liệt ở Nevsk. Có lẽ họ đã chiếm được một vài những cái điểm nào đó bên ngoài thị trấn ở phía đông. Vì họ đang sợ Nga tiến về khu vực phía tây của họ. Còn phía Nga thì đang cải thiện vị trí về hướng phía tây nam. Và mặt trận còn rất là ác liệt đúng không ạ, không đơn giản. Ukraine phòng thủ có thể nói là rất kiên cường. Ở Peromaiske, Ukraine cũng phản uh, phản công một loạt trong những ngày vừa qua, cho đến ngày hôm qua thì họ bắt đầu mới chịu rút quân về khu vực Love. Bây giờ thì chiến tuyến có khả năng là đang giao tranh ở sát cái làng uh, phía uh, đông của Love. Tuy nhiên chúng ta cũng biết mặt trận này thì Ukraine cũng đã cho nga nếm nhiều trái đắng bởi vì họ đã bị dồn đến chân tường và thứ hai là cái trận địa của họ đã rất kiên cố ở khu vực này đúng không ạ cho nên là chắc chắn ukraine nếu có rút thì họ cũng uh, rút rất từ từ và thậm chí là bây giờ họ đang có một cái lợi thế trong việc phản công ở netna Nevensky. rất có khả năng là họ sẽ tung ra thêm những cái đợt phản công nữa uh, ít nhất thì chúng ta sẽ thấy là giao tranh ác liệt phân tranh ở cái khu vực uh, biên giới của hai làng còn ở trên thì như quý vị nhìn thấy bản đồ nó đã khép gần đúng không ạ nó khép dần vào gần như là cái vị trí quan trọng nhất của ukraine dần dần nó đã bị chui lọt khe vào trong cái mặt trận của phía nga rồi như vậy là cái việc mà ukraine à, bị mất toàn bộ cái khu vực vodiane tonianske là chỉ một sớm một chiều và giao tranh trong khu vực mổ mở dẫn tới cái trận địa ở đây chắc chắn là rất khó khăn mặc vì phía nga đã bị ở phía ukraine đã có hai sườn che chở cái trận địa của họ ở khu vực phía giữa vụ đột phá bằng một trận tăng lớn nhất của phía nga vào có lẽ là họ đã tập trung hướng tới càn quét tận tới cái thị trấn ở đây nhưng mà nó đã không thành À, bây giờ Ukraine đã tổ chức phản công và đã khá là đã ổn định được cái chiến tuyến ở đây. Như vậy thì nhiệm vụ của Nga rất khó, đúng không ạ? Như vậy họ sẽ không có thể tiến vào một cách nó dễ dàng à, được trong cái tình huống này. À, rất có khả năng lại Nga lại phải nghiên cứu một cái cách tiếp cận à, cũ, đúng không ạ? Đó là từ từ và phải từ dưới sườn lên, giống như các cái nơi khác. Đó là họ phải đánh bật cái cụm phòng thủ của Ukraine ở đây rồi tiến ra đây rồi tấn công vào Netline love đúng không ạ? đấy, rồi sau đó từ đây thì mới có thể phối hợp với cánh quân ở hướng đông à, tiến quân dần lên được. Chúng ta đã thấy cái mô hình này nó đối với phía nga rất nhiều lần rồi, đúng không ạ? Nếu họ không dùng những cái cách kiểu như thế này, thường là họ gặp cái kháng cự rất ác liệt đối mặt với lại à, mặt đối mặt với quân ukraine rất khó để có thể vượt. Vâng, đấy là về mặt chúng ta nhìn thấy thôi còn trên thực tế có khả năng bây giờ thì đang diễn ra những cái vụ tấn công rồi những cái thay đổi đáng kể nào đó như vậy thì ở đây nó không có một cái bước tiến dữ dội như những ngày đầu những cái cải thiện của phía nga đặc biệt là cái khu vực Vodiane. và bây giờ thì tình huống diễn ra vẫn ác liệt còn ở khu vực Semenivka thì chúng ta cũng không có thay đổi gì đáng kể ngoài việc là nga tiến gần hơn khu vực thị trấn một cách từ từ và Ukraine vẫn chưa thể phản công để đẩy bật cánh quân của Nga ra. Còn phía bên này thì mặc dù từ từ nhưng mà chúng ta nhìn thấy những bước tiến nó rất nguy hiểm cho phía Ukraine. Đó là phía Nga đã tiến lên cái khu vực phía bắc của BDG vượt qua cái hướng trung tâm đúng không ạ và đã đặt chân sang bên kia. Đồng thời thì sau khi Ukraine phản công đẩy lui Nga ra khỏi cánh rừng này thì cũng họ cũng dừng ở đây. Và bây giờ trận địa của họ đang lọt giữa gần như ba mặt của phía Nga. À, khả năng là họ giữ được cái khu vực này cũng rất khó. Chiến trường ở đây thì cái tổn thất giao động nó vẫn diễn ra tầm khoảng trên dưới 300, như vậy là nó vẫn diễn ra cái cường độ giao tranh rất ác liệt, nó không còn quá dữ dội theo kiểu là như những ngày đầu khi mà ADK sụp đổ, khi mà tổn thất 500-400, nhưng mà bây giờ thì trên một cái mặt trận nhỏ diễn ra như này, ngày nào cũng 300, thì điều đấy có nghĩa rằng nó khá khốc liệt và nó duy trì đều đặn trong suốt cả hàng tuần liền. Điều đấy nó cũng nói lên một vấn đề rằng là phía Ukraine họ vẫn còn những nguồn lực rất đáng kể để họ gọi là viện binh ra mặt trận và vẫn tiếp tục giao tranh được với phía Nga và giữ chân quân Nga bằng cái lực lượng như vậy. Chúng ta sẽ lên thẳng cái uh, khu vực Donetsk và vùng Bakhmut. Vùng Bakhmut sau ngày uh, hôm đầu tiên uh, và hôm thứ Sáu uh, đến ngày hôm Chủ nhật rồi. À, chúng ta đã chứng kiến cái đợt tấn công ác liệt của phía nga ở đây. Sau đó thì à, họ tiếp tục giao tranh với ukraine ở khu vực này, khu vực bođanipka này. À, tuy nhiên thì à, những hoạt động tấn công chủ yếu của phía nga sau đó đã diễn ra ở khu vực phía ivanetska và ở phía bắc của bođanipka. Thông tin đến thời điểm này thì ukraine đã rút quân ra khỏi à, hoàn toàn khu vực à, trung tâm bođanipka và đóng ở khu vực miền tây và vẫn duy trì được cái thế phòng thủ một cách khá chặt chẽ phía nga vẫn chưa thể đẩy bật ra có cánh rừng phía bắc thì ukraine cũng còn giữ nguyên tuy nhiên thì sau khi trận địa của nga tiến tới sát cửa làng giao tranh diễn ra một loạt trong khu vực đô thị đầu tiên thì cái điểm quan trọng nhất chúng ta thấy rằng là họ đã đẩy cái trận địa kiểm soát của họ lên một cái vùng khá xa giáp vào khu vực phía nam Bodanica đây. Như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng là cái khả năng Ukraine phải rút ra khỏi cái hướng nam của Bodanica trong những giờ tới là rất cao. Có khả năng bây giờ họ đã phải rút ra rồi. Bây giờ thì trận đấu vẫn diễn ra ác liệt ở xung quanh cửa ngõ phía đông của cái làng kênh này. Vì bây giờ thì trận địa của Nga họ đã ép tới cửa làng rồi, trên một cái chiến tuyến vài km cho nên giao tranh diễn ra ác liệt luôn, nhưng mà phía Nga cũng không tiến vào sâu được và có vẻ như là họ tung tin như vậy, nhưng mà đến thời điểm này thì tôi cũng chưa thấy một cái đợt tấn công mang tính chất đáng kể để đột phá thẳng vào khu vực trung tâm. Mặc dù hôm trước thì có rất nhiều máy bay Su-25 xuất kích để mà hướng về khu vực đấy nhìn chung trận địa đến khu vực này thì chúng ta cũng đã nói khá nhiều đúng không ạ là rất khó đối với phía nga à, nếu mà tấn công vỗ mặt còn tấn công bên sườn thì cũng rất khó bởi vì hai sườn nó vẫn được bảo vệ Đấy, chúng ta nhìn thấy khu vực đây là pháo đài trung tâm à, muốn tấn công được nó một cách dễ thì họ phải đánh bật được khu vực này ra đúng không ạ hoặc ít nhất là đánh bật khu vực này ra rồi mới tấn công kết hợp cả ba hướng vào nhưng bản thân hai khu vực này thì họ đều được che chở bởi hai cái phía bên cạnh của chính có hai cái điểm phòng thủ của chính nó. Chính vì lý do đó cho nên là phía Nga thường là họ tấn công vào rồi họ dây dưa và phải chờ đợi một cái thời điểm thật tốt thì mới có thể úp sọt để giải quyết toàn bộ trong khi hỏa lực phải dồn dập liên tiếp trong nhiều ngày liền nên chúng ta cũng không thể hy vọng uh, nhanh chóng uh, như theo lời trên mạng nói rằng là sẽ nhanh chóng sụp đổ cái quận đầu tiên ở phía bên phải bờ kênh. xung quanh khu vực uh, Bakhmut thì phía Ukraine vẫn tổn thất hơn 400 uh, diễn ra từ khu vực này cho tới Bihorivka uh, và tất nhiên là cái cường độ giao tranh vẫn diễn ra rất ác liệt. Ở khu vực chính giữa thì sau khi phía Nga tiến quân ồ ạt lên trên, chiếm được những cao điểm của Ukraine, thì sau đó Ukraine đã huy động nguồn lực đến để phòng thủ trước cửa ngõ Vimka. Bây giờ hai bên đang giao tranh với nhau ở khu vực lân cận, ở khu vực trung tâm giữa hai chiến tuyến của nhau. Và đến đây thì phía Nga cũng gặp rất nhiều khó khăn vì mà trận địa họ cũng không còn cái cánh nào để che chở sườn. Còn ở khu vực Spine, sau khi Ukraine tiến công chiếm lại thị trấn, họ đã củng cố trận địa đây và đẩy lùi những cái trận địa của phía Nga sâu vào phía trong Giao tranh ở phía bên trái diễn ra liên miên trong những ngày vừa qua tuy nhiên là người ta quan sát cường độ nó không lớn, mang tính chất là thăm dò để mà chờ thời cơ rình dập Còn ở khu vực Beholorivka có nghĩa là một trong những cái diễn biến đột phá đáng kể nhất cho phía Nga sau khi họ nói rằng họ đạt được những bước tiến lớn ở cái khu vực bãi trắng ở phía dưới này. Bây giờ thì chúng tôi không có những cái tọa độ uh, của phía nga, nhưng ta biết rằng là họ tiến công liên biên từ khu vực trung tâm, phía nam, phía tây, uh, phía đông nam và họ nói rằng là tạo được những đột phá rất đáng kể từ trước đến nay uh, chưa từng có. Uh, có vẻ như là phía nga cũng sẽ uh, nhanh chóng uh, trong thời gian chiếm được cái khu vực bãi trắng và từ đây thì họ có thể kết hợp với lại việc di chuyển sang phía tây, phía tây bắc để mà ép vào khu vực này giải quyết một lần cho xong Bihorolipka. Một trong lý do mà Nga chưa thể phát động được chiến dịch lớn về Sivic nó chính là cái cửa ngõ này, đúng không ạ? Còn lại thì um, diễn biến uh, ác liệt diễn ra uh, chính là khu vực Terry. Ở đây quý vị có thể nhìn thấy sau khi hôm nọ Nga tiến vào trong làng rồi giao tranh với ác liệt rồi, nhưng mà chúng ta thấy rằng rõ ràng cái trận địa của phía Nga khi họ tiến một hướng vào, đúng không ạ? thông thường là nó rất khó có tiến vào được thì cũng khó giữ à, và chuyện gì xảy ra nó cũng xảy ra thế trận ukraine chỗ này nó vẫn hoàn toàn là nó thuận lợi cho phía ukraine từ ba hướng cho nên họ đã nhanh chóng đẩy phía nga ra nhờ việc còn nguồn những, nguyên những nguồn dự trữ ở tuyến sau các sườn ở hai bên dưới bên trên và phía nga lọt vào một cái mặt trận mà kể cả, cả hai cánh của họ đều rất yếu Bây giờ thì phía Nga đã phải rút về khoảng cách 1 km. Như vậy là họ đã chiếm được 500 m củng cố rồi tiến vào thêm 500 m nữa để giao tranh trong làng nhưng cuối cùng đã bị phía Ukraine đánh bật ra. Đây cũng là thông tin đáng kể lớn nhất diễn ra ở trên chiến tuyến, còn các mặt trận phía trên thì một là do thông tin từ phía Nga không cung cấp, hai là cũng không có thông tin gì đáng kể trên phía trên. Như vậy cơ bản trong một ngày thì uh, Ukraine tổn thất khoảng độ trên dưới 1.000 À, tuy nhiên điều mà chúng tôi muốn cập nhật quý vị à, đó là các cái đợt tấn công của à, phía Ukraine chiến thuật vào các sân bay của phía Nga Khi Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng của họ à, tung tin rằng là họ đã tiêu diệt 16 à, cái máy bay của phía Nga Nhưng mà đến thời điểm này thì tất cả các bên đều tung ra những cái hình ảnh, à, chúng tôi đã tung ra từ hình ảnh vệ tinh Vâng, nó quay tít thế này đây quý vị, bởi vì do... Và đây rồi những hình ảnh vệ tinh của cả các uh, nguồn phương tây đều cho thấy rằng là không có bất kỳ một cái uh, tổn thất đáng kể nào uh, liên quan tới các vụ tấn công của phía ukraine các máy bay còn nguyên uh, các tòa nhà cũng còn nguyên chỉ một vài vị trí nhỏ bốc khói và xám xám nói chung là không đáng kể uh, còn phía ukraine thì uh, nói rằng là phía nga thiệt hại lớn lên tới hàng chục chiếc còn lần này thì phía Nga nói rằng là họ không bị tổn thất tí nào, như vậy là khả năng là gần như 100% là không bị tổn thất tí nào. Còn lại thì trong 24 giờ qua, phía Nga lại tấn công rất ác liệt vào khu vực Kharkov, lần này họ đã san phẳng cả một cái trường rất lớn. Ukraine nói rằng họ đánh vào dân sự, rồi sau đó Nga lại tấn công vào một cái khu vực gọi là trung tâm mua bán, cũng san phẳng cái phía hậu cần của nó đằng sau. Ukraine cũng nói là đánh vào nhà dân, nhưng mà sau đó thì người ta nhìn thấy rất nhiều những cái xe bọc thép à, đã bị phá hủy ở cái khu vực đó, còn trơ trọi là khung gầm. Họ tấn công vào vùng Odessa à, rất ác liệt và tấn công vào à, các cái kho dầu giữa Odessa và Mykolaiv. Bây giờ họ đang còn bốc cháy. Và cơ bản đó là những cái diễn biến đến thời điểm này. Như vậy là một trong những cái à, thông tin quý vị cần... À, lưu ý và nhiều quý vị hỏi rằng là tình hình các sân bay của nga như nào thì đến thời điểm này có thể à, có thể à, quý vị có thể yên tâm về cái thông tin từ phía nga à, nếu đứng từ phía nga thì nó không có cái tổn thất gì đáng kể vậy thì cơ bản à, đến thời điểm này chiến trường nó cũng không có cái gì à, diễn biến quá lớn đúng không ạ à, chúng ta vẫn thấy cái sự tập trung cái sự chuẩn bị à, rất là rồn rập từ phía nga đặc biệt là mặt trận chashopya và Sivak nhưng mà vẫn chưa có cái cú đấm chính tung ra Vâng, rất có khả năng là cũng không có cái gì, đúng ạ Bởi vì chúng ta thường thấy rằng là người Nga khi họ làm cái gì lớn thì họ sẽ nọ không nói cái gì cả à, Thế nhưng đợt này thì rất nhiều những thông tin cố tình nói một cách khá phô trương đấy, Mà tất nhiên là họ cũng không phải trực tiếp họ nói từ Bộ Quốc phòng Nhưng mà họ đưa ra những cái kênh nó khá là uy tín à, Điều đấy cho thấy rằng rất có khả năng họ bắn những cái tín hiệu như vậy để mà gây lạc hướng à và, tung là tung tin uh, gây uh, thông tin sai lệch chiến tranh tâm lý. Vâng tạm thời uh, đến đây quý vị ạ, bởi vì là chúng tôi cũng vừa mới mới nhận được cái cục uh, sạc pin đấy quý vị. Ạ. Hôm nay mới lên uh, trao đổi với quý vị được và vẫn đang di chuyển trên đường trong một cái uh, đại khái là tình huống nó cũng khá khẩn cấp ấy đúng không ạ? Cho nên là không uh, ngồi bàn sâu với quý vị được. Hy vọng là tái hòa nhập với cộng đồng trong vòng 24 giờ một cách đầy đủ. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo. Chúc quý vị ngày cuối tuần vui vẻ, mạnh khỏe, tươi trẻ.